Xin chào anh em nhé. Hôm nay trời mưa rảnh rỗi nên em làm video chia sẻ về những cái phụ kiện em đang dùng gần 2 năm nay cho con mini ba của em. Những cái phụ kiện này thì theo em là nó là ngon bổ rẻ nhất trong tầm giá mà đang mang lại hiệu quả rất là tốt. Vị trí số 1 thì sẽ là cái cục pin OEM này nha anh em. Cục pin OEM này thì dung lượng của nó là 3850 mAh. Nó là pin plus. Trọng lượng nó khá nặng nha anh em. Nếu mà để em cân lên cho anh em xem. Đây, trọng lượng nó khoảng 141 gram. Đồng thời thì em có một cái cục pin Plus đây. Đây, Plus hãng ha. Nó sẽ nặng hơn cả pin hãng nha anh em. Pin hãng nặng có 119 gram thôi. Còn cái pin Plus này thì nó nặng đến 141 gram. 140 gram. Em thì cái chất lượng hai cái cell chắc là nó cũng khá chất lượng đấy, bởi vì cell nó khá là nặng như này và thời lượng bay thì cho nó tốt luôn, bay được 30 đến 36 phút, ngang ngửa với pin plus của hãng luôn. Hai con này em bay song song không thể nào phân biệt được đời đang bay con nào. Cái cục này thì bên em đang bán 1.350.000 trên Shopee á, anh em có thể lên và tìm kiếm cái shop của em ha, shop phụ kiện Flycam, và anh em mua trực tiếp thì cũng là giá đó luôn. Rồi cái thứ hai thì sẽ là cái hộp sạc ha. Cái hộp sạc này là cái hộp sạc theo em là tốt nhất trên thị trường hiện nay, bởi vì nó có màn hình này, sạc nhanh được hai hai cổng cùng lúc, tức là anh em bỏ hai cục pin vô đúng không? Đó, bỏ hai cục pin vô thì nó là sẽ sạc đồng thời hai cục pin luôn, nó sẽ sạc đồng thời hai cục pin này, nhưng mà với yêu cầu là anh em phải cắm nguồn lớn hơn 65W ha. Đây là hãng nó có lưu ý ở đây. Đây hãng nó có lưu ý là đây yêu cầu sử dụng sạc trên 65W, nếu không tốc độ sạc sẽ rất chậm. Đó, đây là anh em sẽ sạc cùng lúc hai pin là khoảng 1 tiếng, gần cắm sạc 1 tiếng là đầy hai cục cùng lúc luôn, hai cục plus, mà không cục sạc nào trên thị trường nào có cái tính năng giống như vậy. Nó ngoài ra nó còn có cái tính năng là sạc bảo tồn nha anh em, tức là trong cái thời gian mà anh em không bay á, thời gian dài á, thì anh em sẽ trong lúc sạc anh em sẽ nhấn cái nút này. Đây, bây giờ. Đây anh em cắm vào ha. Đấy anh em có thể thấy là nó đang hiện chữ slow. Hiện chữ slow. Tức là đang sạc chậm. Có nghĩa là cái dây sạc này không đủ nha anh em. Em đang dùng cái dây sạc đều của Belkin thì nó sẽ không đủ, nhưng mà anh em nếu mà anh em sử dụng một cái dây sạc xịn của hãng luôn á. Đây, cái dây em có một cái dây sạc xịn của hãng đây. Nếu mà anh em sử dụng cái dây sạc xịn của hãng thì nó sẽ sạc nhanh ha. Sạc nhanh hai cục cùng lúc luôn. Đây, nếu mà trong lúc nó đang cắm sạc đúng không? Anh em ấn đè cái nút này cái. Thì nó sẽ vào cái chế độ màu tím này ha. Chế độ này là chế độ storing, là bảo tồn pin. Tức là anh em không cần phải sạc, không cần phải xả luôn. Tức là nếu mà hôm đó trời mưa hay sao đó mà anh em không bay được thì anh em sẽ vô cái chế độ storing này và nó sẽ tự động xả cho anh em về cái điện áp mà an toàn để mà bảo tồn pin. Ok ha. Cái thứ ba theo em cái này ít anh em để ý, đó là filter CPL ha. Cái filter này á thì nó có tác dụng gì? Cái filter này nó sẽ có tác dụng là khi mà anh em bay cái mặt nước á, như là biển này, sông hồ này, các cái tòa nhà mà bên ngoài nó có bề mặt phản xạ như kính đồ á đó. Đó thì anh em gắn cái filter này vô thì nó tác dụng của nó là gì? Nó sẽ cắt cái, những cái cắt bỏ những cái phản xạ không cần thiết đi, làm cho cái hình ảnh của anh em nó rất là trong trẻo này, nó mượt hơn này. Cảnh quay nó mượt hơn là nhờ cái yếu tố ND này ha. Yếu tố ND này nó sẽ giảm cái cường độ ánh sáng vào bên trong cảm biến á, thì cho phép anh em giảm cái tốc độ quay xuống. Khi mà cái tốc độ quay shutter speed á mà anh em để quá cao, giống như là để 1/500 hoặc là 1/1000 sao đó, thì nó sẽ làm cho cảnh quay của anh em nó giật giật á. Cho dù anh em có up lên thì nó cũng sẽ giật giật giật, nhìn nó không có mượt. Nên khi mà có cái yếu tố ND này á, nó sẽ giảm cái tốc độ màn chập của anh em xuống, thì nó sẽ cảnh quay nó sẽ mượt hơn. Còn cái yếu tố thứ hai là CPL này thì là nó sẽ như là lúc đầu em nói đó, nó sẽ cắt bớt những cái tia sáng mà không cần thiết thì làm cho cái hình ảnh của anh em nó trong hơn, và nó tạo ra những cái hiệu ứng như là xuyên sáng này, rồi là xuyên mặt nước này, là xuyên kính này,
đó là tức là em có thể nhìn được cá bơi dưới nước hay sao đó, hoặc là những cái đá mà nó chìm bên bên dưới nước á, là vẫn vẫn thấy được ha. Rồi những cái món này thì bên em có, em vừa đang sử dụng và vừa có bán tại shop phụ kiện Flycam trên Shopee nha anh em. Nếu anh em có dịp thì anh em sẽ ủng hộ em ha. Em cảm ơn.